Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 6 Chỉ trong chốc lát, đoàn người đã đến phủ đô úy. Khi nhận ra là hạ tĩnh thạch đích thân đến, các thủ vệ hoảng sợ, vội vàng vào bên trong thông báo không ngừng. Không để tâm đến Ninh Phi và Tiêu Vị Nhiên đang theo sát phía sau, Hạ Tĩnh Thạch nhanh chóng bước qua hoa viên, tiến về phía tiểu hoa thính. Phủ đệ này, nơi mà hắn đã tặng cho Nhất Tiếu, vẫn giữ nguyên một tường gạch, viên mối như ngày đầu. Trong ký ức của Hạ Tĩnh Thạch, Nhất Tiếu luôn là người thẳng thắn như một nam tử, trên chiến trường mạnh mẽ như mãnh thú, nhưng lại chẳng để ý đến sắc mặt của ai. Vì tính cách này, nàng thường xung đột với nhiều tướng quân, nên Hạ Tĩnh Thạch luôn giữ nàng bên cạnh hình ảnh cuối cùng của nhất tiếu bốn năm trước, khi nàng trúng tên và bị thương, là dáng vẻ lặng lẽ nhìn lên bầu trời mà tiêu vị nhiên đã mô tả lại, một hình ảnh xa lạ đối với hạ tĩnh thạch. Nhớ đến cảnh đó, lòng hạ tĩnh thạch như bị một tảng đá rơi vào nước, gợn sóng từng vòng đau đớn lan tỏa. Bốn năm, đủ để trái tim hắn lắng lại, nhưng cũng đủ để hắn bất động trước hình ảnh nhất tiếu, tóc xoa ướt, nằm lười biếng trên ghế quý phi chiếc áo rộng để lộ đôi chân nõn nà. Trước khi hắn kịp nhìn rõ, nàng đã đứng dậy, bước từng bước về phía hắn, hương thơm từ thân thể sau khi tắm lan tỏa, từng hơi thở, từng tấc da thịt đều như một cơn mê hoặc khiến người ta ngừng thở. Điện hạ, đã lâu không gặp. Hạ tĩnh thạch đáp một tiếng bình thản, bước lui nửa bước về phía sau, suýt nữa va vào chiếc ghế bên cạnh, ngươi còn biết đường trở về sao? Nhất tiếu nhếch nhẹ khóe môi, lộ vẻ khinh bì trào phúng, đã lâu không gặp, điện hạ vẫn lạnh nhạt như vậy. Có phải ngài trách ta không chết dưới vực thảm năm ấy? Hạ tĩnh thạch mỉm cười, nếu ta ném ngươi vào giữa đàn sói, cuối cùng người sống sót chắc chắn vẫn là ngươi. Điều đó ta đã biết từ mấy năm trước rồi. Thật là màn chào đón thú vị đấy nhỉ, hừm, tuyết ảnh từ bên trong bước ra sau khi nghe lén, ngắm nhìn hạ tĩnh thạch từ trên xuống dưới, ngoại hình tạm ổn, nhưng bên trong thì rối rắm nhất tiếu người đúng là chẳng có mắt nhìn ninh phi lúc tuyết ảnh bước ra đã có vẻ mặt tối sầm nay càng tức giận nhảy dựng lên người mà cũng gọi là tiểu thư khuê các sao nghe lén chủ nhân nói chuyện đã đành lại còn ăn nói vô phép người có biết người ngươi vừa phê phán là ai không cha ta đã dạy gặp người thế nào thì phải cư xử thế ấy trước mặt người quân tử ta sẽ là một tiểu thư khuê các nhưng với người như ngươi, một lời tốt cũng không cần phải tốn. Hạ tĩnh thạch đảo mắt về phía tuyết ảnh, lạnh nhạt hỏi, đây là ai? Tiêu vị nhiên nhanh chóng khom người, điện hạ, đây là tiểu thư lăng tuyết ảnh, con gái độc nhất của tiên sinh lăng vũ quang. Hạ tĩnh thạch nhướng mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, thì ra là ai nữ của lăng đại ca? Này, tuyết ảnh lập tức quay phát về phía hạ tĩnh thạch, ai là đại ca của ngươi chứ? đừng có tùy tiện nhận quen biết. Thấy nàng chạy đi, Ninh Phi thở phào, cười lớn, điện hạ thật cao tay, nếu sớm biết tự nhận là trưởng bối của nàng có thể dọa nàng đi như thế này, ta cũng đã. Đôi mắt hạ tĩnh thạch hơi tối lại, nhìn về phía phó nhất tiếu, bổn vương nói đều là sự thật, nhưng vì sao bổn vương không biết ngươi và ái nữ của đại ca lại có mối quan hệ này? Nhất tiếu nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, thảo nào thúc lăng luôn khuyên ta phải học cách từ bỏ thì ra ngay cả thúc ấy cũng biết điện hạ bạc tình hạ tĩnh thạch cảm thấy đầu óc choáng váng cắn đầu lưỡi cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng không thắng nổi cảm xúc mãnh liệt trong lòng nhụt chi nói tuyết ảnh lần đầu đến lục thành nếu người không bận hãy đại diện bổn vương đưa nàng đi chơi mấy ngày vừa nói xong hắn tự thấy lời mình có phần ngượng gạo cúi đầu tránh ánh mắt nhất tiếu vội vàng bước ra ngoài Nhất Tiếu ngồi xuống bên cạnh tuyết ảnh, có chút lo lắng hỏi, nằm bỏ ra lâu như vậy, ngươi không thấy tức ngực sao? Tuyết ảnh không cử động, vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên ghế, thở nhẹ nhẹ, không để ý đến hình tượng. Từ khi nhận được thư hồi âm của cha, nàng đã giữ tư thế này suốt gần một canh giờ. Dù có mốc đến mấy cũng phải nhận ra rằng Hạ Tĩnh Thạch chưa bao giờ xem Nhất Tiếu là chủ nhân thật sự của hắn bề ngoài hắn nhờ Ninh Phi và Tiêu Vị Nhiên cùng nàng đi chơi khắp nơi, nhưng thật ra là ngầm cách ly nàng. Thư hồi âm từ cha càng khiến nàng thất vọng, vì hóa ra Hạ Tĩnh Thạch thật sự là bạn tri kỳ của cha nàng. Nếu Nhất Tiếu cuối cùng cưới Hạ Tĩnh Thạch, chẳng phải nàng sẽ phải gọi Nhất Tiếu là thầm thầm sao? Thật bực mình, nàng nhất định không muốn vì chuyện này mà tự nhiên bị xem là kém bậc. Thế nên, Nhất Tiếu, chúng ta về Bình Lăng đi. Thật ra công tử lộ là người không tồi chút nào, nhà cũng có của cải, nếu. Khi thấy có người bước vào sảnh lớn, nàng lập tức im bặt, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, kích động kêu lên, sao lại là ngươi. Ninh Phi cũng bực tức la lên, ta cũng chẳng muốn gặp ngươi đâu. Không muốn gì cơ, một giọng nói vang lên từ phía sau, Ninh Phi cứng người lại, mải mê tranh cãi với tuyết ảnh mà quên mất có người đứng sau. Không có gì đâu, điện hạ ta sẽ đưa tiểu thư lăng đi, vừa nói, hắn vừa bước đến ghế, thổ lộ kéo tuyết ảnh đứng dậy, đi nào, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi dạo phố. Tuyết ảnh chưa kịp dãy rùa đã bị hắn kéo đi mất. chương 7, nhìn bóng dáng của Ninh Phi khuất sau khúc quanh, nhất tiếu quay sang nhìn hạ tĩnh thạch, hôm trước thì du hồ, hôm qua dự lễ Phật, hôm nay lại dạo phố. Điện hạ, lộc thành rộng lớn như thế, dù có chơi hết một ngày cũng chưa chắc hết. Đến khi ấy, ngài sẽ dùng lý do nào để giữ Nhất Tiếu ở lại đây? Hạ Tĩnh Thạch không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại, ở Bình Lăng thật sự có người đang đợi nàng sao? Nhất Tiếu bật cười khẽ, điện hạ thật sự đang quan tâm đến Nhất Tiếu sao? Hạ Tĩnh Thạch chỉ lặng lẽ nhìn xuống chân trần của nàng đặt trên thảm nhung đen, khẽ nói, nàng đã thay đổi rất nhiều. Hai người cứ đối đáp, nhưng không ai trả lời thẳng câu hỏi của người kia nhất tiếu cảm thấy hơi không thoải mái trước ánh nhìn của hắn nàng thu chân lên ghế kéo váy che lại và nhún vai điện hạ không thích nhất tiếu của hiện tại sao không thích hạ tĩnh thạch rời mắt đi giọng bình thản bổn vương thích một nhất tiếu ngay thẳng hồn nhiên của năm ấy nàng bật cười lớn chính điện hạ là người khiến thiếp thay đổi chẳng lẽ điện hạ đang hối hận về mỗi tên năm đó sao hạ tĩnh thạch nhíu mày bổn vương chưa bao giờ hối hận việc mình làm nếu có thể quay lại thời khắc ấy khi nàng mông nghênh trước mặt bổn vương như vậy bổn vương sẽ vẫn không ngần ngại mà bắn mũi tên đó nhưng lần này bổn vương sẽ đích thân bắt nàng tuyệt không để nàng có cơ hội nhảy xuống vực nhất tiếu nén giận nắm chặt tay nếu hôm đó điện hạ bắt được nhất tiếu thì sẽ xử trí thế nào hạ tĩnh thạch thoáng do dự thản nhiên đáp vấn đề này bổn vương đã nghĩ đến rất nhiều lần trong bốn năm qua. Khi Ninh Phi báo về rằng hành tung của nàng xuất hiện tại Bình Lăng, bổn vương lại nghĩ đến lần nữa, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Hắn cúi xuống một chút, nâng cầm nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng, nhất tiếu, nếu nàng thấy chức đô úy và quân hàm đó quá thấp, bổn vương có thể thăng chức cho nàng lên phó tướng. Tương lai, khi lập được chiến công, nàng còn có thể trở thành tướng quân. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao cứ phải thử thách bổn vương hết lần này đến lần khác? Nhất tiếu không động đẩy, trong mắt ánh lên một tia lửa nhỏ, điện hạ nhất quyết muốn biến cảm tình của nhất tiếu thành thứ để mặc cả ban thường sao? Chẳng lẽ trong mắt điện hạ, sự tồn tại của nhất tiếu chỉ là một thanh công mạnh trong quân chướng của ngài thôi sao? Chẳng lẽ cảm tình của nhất tiếu với điện hạ chỉ là một gánh nặng? Hạ tĩnh thạch thở dài, đừng hỏi nữa nàng vẫn nên quay lại bên bổn vương đi, coi tất cả những chuyện đã xảy ra trong bốn năm qua như một hiểu lầm thôi. Hiểu lầm ư, trong mắt nhất tiếu như bốc lửa, nàng ngừng cao cằm, giận dữ nhìn hạ tĩnh thạch, tại sao từ đầu đến cuối, ngài luôn dối trá như vậy. Ngài không hề có trách nhiệm, ngài căn bản không hiểu được thế nào là yêu. Nói đến đây, nàng dùng sức đẩy hắn ra, buông tay, đừng sỉ nhục ta nữa. Nàng hít một hơi sâu, lần này là do ta không cần ngươi từ nay về sau nhất tiếu sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa kìm nén nước mắt dâng lên trong lòng nhất tiếu bước nhanh vào trong phòng tuyết ảnh vẫn chưa quay về nhưng nàng không thể ở lại nơi này được nữa với sự hiểu ý giữa nàng và tuyết ảnh dù tuyết ảnh trở lại mà không thấy nàng chắc chắn sẽ biết nơi nào để tìm thấy nàng lần này hạ tĩnh thạch không ngăn nàng lại chỉ lặng lẽ nhìn nàng với ánh mắt buồn bã khó hiểu. Hắn nhìn nàng thay quần áo, thu dọn hành lý và lần nữa rời khỏi ánh mắt hắn mà không hề ngoảnh lại. Trong đêm, ở khu rừng ngoài Ô Lộc Thành, một nhóm vệ sĩ cao lớn dũng mãnh bảo vệ chặt chẽ chiếc xe lớn màu đen ở trung tâm. Trên cửa sổ xe phủ một lớp sa đen dày, chỉ để lộ chốt ánh sáng le lói. Phượng Tùy Ca tựa lưng vào chiếc đệm mềm, trầm ngâm nhìn kỹ người tù binh đang bất tỉnh dưới chân hắn trấn nam vương của vương triều cẩm tú đã hủy hôn ước giữa chừng và quay lại lộc thành điều này khiến phụ vương vô cùng không hài lòng thế nhưng nàng vẫn kiên quyết nói rằng ngoài trấn nam vương ra nàng sẽ không lấy ai khác gây nên làn sóng bản tán không mớt trong triều đình sau khi các đại thần liên tục dâng tấu xin phụ vương tìm phò mã khác cho công chúa hí dương hắn không nhịn được nữa để lại một phong thư rồi cải trang rời khỏi cung lẩn vào vương triều cầm tú chỉ để xem rốt cuộc trấn nam vương là kiểu người ra sao mà lại khiến nàng say mê đến vậy nghĩ đến đây hắn nhìn nhất tiếu với ánh mắt lạnh lùng dựa trên nhiều dấu hiệu có vẻ trấn nam vương chẳng có bệnh tật gì cả mà người phụ nữ này hắn bước đến gần nàng vào những lần giao chiến năm đó nàng luôn khoác trên mình bộ chiến bảo đỏ san hô rực rỡ như ngọn lửa tay cầm kính cung mỗi phát tên đều không trượt. Dù trận mạc hỗn loạn thế nào, nàng vẫn luôn giữ khoảng cách gần nhất với Trấn Nam Vương, thần thái đầy vẻ bảo vệ. Bốn năm trước, nàng biến mất không dấu vết tại Cẩm Tú. Túc Sa Quốc đã dùng mật điệp giỏi nhất của mình, dốc toàn lực điều tra, nhưng chỉ biết được rằng nàng được Trấn Nam Vương phái đi thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ bí mật. Gần đây, nàng đột nhiên xuất hiện trở lại, được hai đại tướng thân tín của chấn Nam Vương đích thân hộ tống vào thành và đưa về phủ đô úy. Trấn Nam Vương, người đã cáo bệnh suốt bốn năm không rời Vương Thành, cũng nhiều lần tự mình đến thăm nàng. Rõ ràng, Phó Nhất Tiếu có vai trò vô cùng quan trọng đối với chấn Nam Vương. Bốn năm ấy cũng trùng hợp là thời gian Trấn Nam Vương đính hôn với Diễn Dương một năm. Chỉ có điều, không ai điều tra ra được nhiệm vụ bí mật mà Hạ Tĩnh Thạch Phái Phó Nhất Tiếu đi thực hiện là gì cũng không rõ trong 4 năm qua, điều gì đã khiến Hạ Tĩnh Thạch Vin vào lý do bệnh cũ tái phát mà không muốn thực hiện lời hứa kết hôn năm đó. Nhất Tiếu tỉnh dậy trong sự sốc này, mở mắt nhìn Trần xe, lập tức nhớ lại toàn bộ sự việc và ngồi bật dậy. Rời khỏi phủ đô úy, nàng định ra chợ thuê xe ngựa, để tiết kiệm thời gian nên nàng chọn đường tắt qua một con hẻm nhỏ. Từng ánh mắt nặng nề của Hạ Tĩnh Thạch khiến lưng nàng vẫn còn đau đớn đau đến mức nàng gần như rơi lệ. Nàng chớp mắt, nghĩ nếu tuyết ảnh có ở đây, chắc lại sẽ trách nàng không có cốt khí. Đột nhiên, nàng nghe thấy một người đàn ông hỏi, tiểu thư, cần thuê xe không? Chưa kịp nhìn rõ người hỏi, một làn hương lạ thoảng lên trước mặt nàng, và nàng lập tức mất đi ý thức. Trước khi chìm vào bóng tối, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng nói đầy kinh hỉ, bắt được nàng rồi. Là người bình tĩnh quá mức, hay thuốc vẫn còn tác dụng biểu cảm của ngươi chẳng giống một tù binh chút nào một giọng nam châm biếm vang lên bên cạnh nhất tiếu khẽ giật mình lập tức quay lại nhìn hắn một người đàn ông khoanh tay trước ngực tựa vào vách xe một cách lười biếng hắn mặc áo gấm đen vạt áo rộng mờ để lộ một phần ngực rắn chắc khuôn mặt tuấn tú nhưng pha chốt tà mị dưới ánh nến nhạt nhòa đôi mắt sâu thẳm như ô đồng nhất tiếu vô thức nắm chặt tay lại Phượng Tùy Ca. Thấy nàng vừa nhìn đã lập tức gọi đúng tên mình, Phượng Tùy Ca nhướng đôi mày rậm, ngạc nhiên nói, không hổ là nữ nhân của Trấn Nam Vương, trí nhớ quả thật không tệ. Nhất Tiếu bình tĩnh đáp, ta không phải nữ nhân của hắn. Nhưng người thì sao, một hoàng tử của Túc Sa Quốc lại lẻn vào lãnh thổ của Vương Triều Cầm Tú để bắt người của Trấn Nam Vương. Nghe có vẻ chẳng phải chuyện đơn giản, nàng âm thầm cử động tay chân tê mỏi, liếc nhìn màn xe đung đưa không xa phượng tùy ca búng tay một cái thu hút sự chú ý của nàng nếu người đủ thông minh thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn bên ngoài xe là ba mươi dũng sĩ mạnh nhất của túc xa còn ngươi không có công tên trong tay thì chỉ là một phế vật phó nhất tiếu ba chữ cuối gần như được nhấn mạnh qua từng kẽ răng khi ánh mắt nhất tiếu rơi trên người hắn vết sẹo trên vai hắn dường như lại âm ỉ đau hắn từng suýt bắt được hạ tĩnh thạch trong một chiến dịch gian khổ, nhưng chính người phụ nữ trước mặt này đã khiến hắn không chỉ bị thương nặng mà còn mất đi ba hồ về. Hắn mãi không quên đôi mắt sắc bén, xinh đẹp như dã thú của nàng, ánh lên vẻ kiêu ngạo và trào phúng ngay khoảnh khắc nàng bắn hắn ngã ngừa. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm hắn tổn thương, đôi mắt nàng như lên tiếng, sáng lấp lánh như sao thiên lang giữa bầu trời đêm. Khi trở lại doanh trải, Quân y rút mũi tên khỏi vai hắn và thấy trên thân tên có khắc một ký tự nhỏ hình nụ cười. Hắn tức giận đến mức suýt hất tung vương chứa người phụ nữ đáng ghét này, ngay cả trên mũi tên cũng phải để lại dấu ấn của mình. Mãi lâu sau, Phượng Tùy Ca mới biết, hắn đã hiểu lầm trên thân mũi tên khắc tên nàng, đó là Phó Nhất Tiếu. Lấy lại tinh thần, Nhất Tiếu nhìn hắn một cách đầy hứng thú, ánh mắt của Hoàng tử cứ như muốn lăng chỉ ta thậm chí nàng còn tiếp tục trêu chọc hắn giữa chúng ta có thù oán gì sao gương mặt hắn thoáng cứng lại rồi rút từ trong ngực ra một túi thơm ném vào lòng nhất tiếu giọng khàn khàn cái này đừng nói là ngươi không nhớ nhất tiếu chần chừ một chút cầm lấy túi thơm rồi lại bối rối buông xuống nhất tiếu không hề biết thêu thùa phượng tùy ca gần như hét lên ta bảo ngươi mở ra mà xem chương tám nhút nhát rốt dài lụa buộc, nhất Tiếu từ túi thơm lấy ra một khối kim loại lạnh buốt, ngạc nhiên nhìn hắn, đây là mũi tên ta đã dùng trước kia phải không? Phượng tùy ca lạnh lùng nhìn nàng, ngươi định nói ngươi không nhớ sao? Mũi tên này ta đã gỡ từ vai của mình xuống. Nhất tiếu suy nghĩ, thở ơi nhún vai, trên chiến trường đông đúc như vậy, nếu phải nhớ hết, thì đầu óc nhất tiếu ta chắc cũng chẳng đủ dùng đâu. Nàng nói, ánh mắt sắc bén, nếu mũi tên này trúng vai hoàng tử, thì chứng tỏ lúc đó hoàng tử ở rất gần điện hạ. Phượng Tùy Ca cười lạnh, người quả rất trung thành với hắn. Ánh mắt nhất tiếu tối lại, nàng quăng trả lại túi thơm và mũi tên cho hắn. Ta nhớ rõ Túc Sa Quốc và Vương Triều Cầm Tú của ta đã ký kết đàm phán hòa bình. Hành động của hoàng tử có thể xem như là sự khiêu khích với Vương Triều Cầm Tú không? Phượng Tùy Ca tùy tay nhận lấy túi thơm, cười nửa miệng tiến đến gần, nếu giải thích việc đưa ngươi từ cẩm tú về túc xa thành chuyện đi tìm người tình bực bội, ngươi nghĩ xem ai sẽ tin vào câu chuyện đó hơn. Nhất tiếu không giận mà cười, còn chủ động ngừng đầu tiến lại gần phượng tùy ca, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ, nếu vậy, ta lại càng tin rằng hoàng tử đang muốn nhân cơ hội mà chiếm lấy nhất tiếu. Phượng tùy ca sững sờ trong chốc lát, và ngay khi hắn mất cảnh giác, nhất tiếu nhanh chóng rút châm cài tóc, dồn hết sức đâm về phía hắn nhưng lại bị một ngón tay cứng như thép của hắn chặn đứng một tiếng binh vang lên nhất tiếu bị đầy bật ra đập vào vách xe rồi ngã xuống tấm thảm lông trên sàn nàng ôm lấy cổ tay đau đớn quay lại trừng mắt nhìn phượng tùy ca sắc mặt hắn u ám tiến đến gần từng bước như dã thú săn mồi suýt nữa ta quên rằng hoa càng đẹp thì càng dễ có độc nhất tiếu cắn môi không chịu nhượng bộ mà đối diện với hắn rèm xe bất ngờ bị kéo ra một hộ vệ cao to xông vào hoàng tử anh ta chưa kịp nói hết câu nhìn thấy cảnh căng thẳng giữa hai người thì lập tức im bặt phượng tùy ca tức giận quay đầu trừng mắt ai cho ngươi vào đây hắn cảm thấy thật nhục nhã khi suýt bị nụ cười của nàng mê hoặc mà rơi vào bẫy hộ vệ lúng túng thuộc hạ nghe thấy có động tĩnh trong xe nên ra ngoài ngay phượng tùy ca nghiến răng hộ vệ nhanh chóng cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài hắn quay lại nhìn nhất tiếu giọng trầm xuống ngươi nên cảm ơn hắn nếu không ta khó mà đảm bảo vừa rồi sẽ không bóp chết ngươi bây giờ trả lời ta bốn năm qua hạ tĩnh thạch đã sai ngươi làm những gì việc hắn già bệnh kéo dài hôn ước có liên quan gì đến chuyện này nhất tiếu tròn mắt sững sờ nhìn phượng tùy ca một lát sau đột nhiên bật cười lớn phượng tùy ca tức giận kéo nàng đứng dậy đừng giả vờ điên mau trả lời được rồi ta trả lời nhất tiếu ngừng cười là ta dọa chết ép hắn từ bỏ hôn ước bốn năm qua ngoài chuyện đi du ngoạn khắp nơi ta chẳng làm gì cả hắn vẫn luôn đợi ta trở về nên chưa thực hiện lời hứa nói xong nàng lại cười lớn phượng tùy ca cười lạnh người nghĩ ta là kẻ ngốc sao nhất tiếu cười đến chảy cả nước mắt Người không mốc thì là gì chứ? Thật không ngờ ta lại quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng hôn nhân giữa hai nước. Chưa nói hết câu, nàng bị Phượng Tùy Ca đánh mạnh vào cổ, lập tức ngất đi. Cầm một quyển sách mà không đọc được chữ nào, đôi mắt lấp lánh nước của Nhất Tiếu cứ mãi hiện ra trước mắt hắn. Hạ tĩnh thạch bồn chồn đi vòng quanh thư phòng, lần này nàng thực sự tổn thương hắn, dù là bốn năm trước, nàng cũng chưa từng nói dứt khoát đến vậy. Trong tâm trí hắn, tiếng cười ngạo nghễ của Thái Hậu lại vang lên, thì ra là vậy. Hạ tĩnh thạch, người định mệnh chỉ có thể là một vương hầu, người không bao giờ được kế thừa đại nghiệp, ha ha ha. Thật đáng thương, người đúng là kẻ đáng thương. Hạ tĩnh thạch lắc đầu, cố nén nỗi chua xót và đau đớn đang dâng lên trong lòng. Hắn ném cuốn sách xuống, đi thẳng ra ngoài, có lẽ hãy nên phái người đi tìm nhất tiếu về, nếu không với tính cách dữ dàn của nàng, không biết nàng sẽ còn làm chuyện mốc nghếch gì nữa tay hắn còn chưa kịp chạm vào cửa thì đã nghe thấy công vệ bên ngoài báo ninh tướng quân cầu kiến hạ tĩnh thạch hượng lại truyền vào ninh phi gần như ngay lập tức đẩy cửa bước vào vừa vào đã quỳ xuống trước mặt hắn nhất tiếu có chốt vô phép nhưng xin điện hạ nghĩ đến công lao xưa của nàng mà đừng so đo với nàng hạ tĩnh thạch nhíu mày đứng lên mà nói nàng lại làm gì nữa Ninh Phi ngẩng đầu, có chút bối rối nhìn hắn, chẳng phải Điện Hạ đã giữ nhất tiếu lại sao? Vậy nàng đi đâu rồi? Lại một lần nữa, hình ảnh bóng dáng quật cường của nàng thoáng hiện trong tâm trí hắn. Hạ tĩnh thạch quay đi, giấu cảm xúc, nàng đi rồi. Ninh Phi nghi ngờ hỏi, Điện Hạ có biết nhất tiếu đi đâu không? Hạ tĩnh thạch nhặt lại cuốn sách vừa ném, lật vài trang, không biết, nàng nói sẽ không bao giờ trở về. Ninh Phi kinh hãi đứng bật dậy, điện hạ, nhất định đã có chuyện xảy ra với nhất tiếu. Hạ tĩnh thạch giật mình, quay lại nhìn Ninh Phi, chuyện gì đã xảy ra? Ninh Phi vội vàng nói, cụ thể thì thần cũng không rõ, vừa rồi đưa tiểu thư lăng về phủ đô úy, nàng tìm khắp nơi cũng không thấy nhất tiếu, hành lý của nhất tiếu cũng không còn. Sau đó, thần đưa nàng ra cửa thành, tiện miệng hỏi lính canh về thời điểm nhất tiếu rời đi, nhưng lính canh lại nói không hề thấy nàng ra khỏi thành. Tiểu thư lang lập tức hốt hoảng, dục thần hỏi từng cổng thành, nhưng tất cả đều nói không ai thấy nhất tiếu rời thành. Hạ tĩnh thạch trầm ngâm, có lẽ lúc đó đông người nên lính canh không để ý cũng không chừng. Thần cũng nghĩ vậy, nhưng tiểu thư lăng bảo rằng nếu nhất tiếu đã ra khỏi thành thì chắc chắn sẽ đợi nàng ở quán trọ gần nhất trên quan đạo hướng về Tào Thành. Vì vậy, thần cùng nàng đến đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhất tiếu. Ninh Phi tiến lên một bước, điện hạ, có nên phong tỏa toàn thành để điều tra tung tích của nhất tiếu không? Hạ tĩnh thạch suy nghĩ một chút, nếu động quân đội ẩm ý như vậy mà nhất tiếu chỉ đang đâu đó trong thành, ta sẽ giải thích thế nào với dân chúng khi gây phiền hà cho họ? Ninh Phi nhất thời á khẩu, ấp ôm đáp, không giấu gì điện hạ, thần đã phái người đi điều tra rồi. Ngươi, hạ tĩnh thạch chán nản, Trừng mắt nhìn Ninh Phi, đợi tìm thấy Nhất Tiếu rồi ta sẽ tính sổ với ngươi, còn không mau đi. Ninh Phi bối rối đáp ứng một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài. Khi tỉnh lại, Nhất Tiếu nhận ra mình đang bị giam trong một căn phòng rộng như nhà tù. Cổ tay và cổ chân đều bị khóa chặt bằng vòng sắt, một sợi xích dài ghi nàng vào tường. Nàng thử giật giật nhưng không thể cử động, trong lòng thầm trách bản thân quá sơ ý. Không biết khi tuyết ảnh tìm không thấy nàng ở quán trọ thì sẽ lo lắng đến mức nào. Có lẽ sẽ quay về Lộc Thành để nhờ Điện Hạ giúp đỡ. Nghĩ đến Hạ Tĩnh Thạch, lòng nàng lại tràn đầy đau khổ. Bao năm toàn tâm toàn ý yêu hắn, nhưng lại bị hắn xem như thứ vô giá trị. Nếu không vì hắn, nàng làm sao rơi vào tình cảnh này? Nàng lại thử dẫy rụa vài lần, chán lấm tấm mồ hôi, cổ tay và cổ chân bị vòng sắt cọ sát đến đau rát. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng một nữ tử làm nũng, cánh cửa nhà giam rộng mở, Phượng Tùy Ca ôm hai cô gái xinh đẹp bước vào. Thấy nàng mở mắt, Phượng Tùy Ca cười nhạt, cuối cùng cũng tỉnh. Hắn ra hiệu cho một hộ vệ mang ghế bành đến góc phòng rồi ngồi xuống, chỉnh lại vạt áo, thong dong hỏi, "Vẫn không muốn nói thật sao?" Nhất Tiếu bình thản nhìn hắn, "Ngay trên xe ta đã nói với ngươi rồi, ngươi còn hỏi lại làm gì?" Phượng Tùy Ca cười nhạt, đến cả lời nói dối ngươi cũng bịa một cách vụng về như vậy, ngươi lấy tư cách gì mà so với hạ tĩnh thạch? Sắc mặt nhất tiếu thay đổi, lập tức mỉa mai đáp, ngươi ngay đến thật hay dối còn phân biệt không ra, chẳng trách chưa bao giờ thắng nổi điện hạ. Lời nàng như một cái tát vào mặt, làm nụ cười trên mặt phượng tùy ca tan biến. Hắn âm thầm nhìn nàng, rồi đột ngột quay đầu hỏi một nữ tử bên cạnh, ngươi nói xem. Hình phạt nào là phù hợp nhất để ép cung? nàng ta cười duyên dáng, nghe đồn có cách dùng bột ớt pha với nước muối để ngâm roi, mỗi cú đánh đều khiến người ta vừa đau vừa rát, da chóc thịt bong. Người thường chỉ chịu qua 10 roi là sẽ khai hết. Phượng tùy ca nở một nụ cười nhạt, nàng không phải người bình thường, có lẽ cần phải dùng đến trăm roi với nàng, giọng hắn trầm xuống, nặng nề ra lệnh, còn không mau chuẩn bị. Mây đùn đáp lời, nhanh chóng đi ra. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 9 Phượng Tùy Ca dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, phó đô úy. Nếu người đổi ý, nhất định phải như nói với ta nhé. Một nữ tử khác ánh mắt thoáng động, bước lên mỉm cười nói. Hoàng tử, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nếu để nàng trở nên tàn phế, thật đúng là uổng phí trời ban. Phượng Tùy Ca khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt sắc bén nheo lại. Vậy Mị Nghi có ý kiến gì không? ánh mắt mị nghi thoáng qua nét lạnh lùng, hoàng tử, sao không đưa nàng vào hồng trướng của túc xa quân, chưa nói dứt lời, nàng đã ăn một cái tát mạnh, ngã lùi về phía sau. Phượng tùy ca lạnh lùng nhìn mị nghi đang ngồi trên đất, thật hiếm khi thấy ngươi nhiệt tình như vậy, chi bằng để ta giúp ngươi tọa nguyện, phải ngươi đến hủy lạo quân sĩ nhé. Mị nghi vừa sợ hãi vừa đau đớn, vội nhào đến ôm chân hắn, cầu xin, mị nghi biết lỗi rồi mong hoàng tử tha màng Phượng Tùy Ca chẳng màng đến lời van xin của nàng, ra hiệu cho vệ sĩ đứng cạnh, đưa cô ta đến nơi cần đến. Tiếng kêu ai oán của Mỹ Nghi dần xa, Phượng Tùy Ca quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy thú vị của Nhất Tiếu, không khỏi nhíu mày, sao? Cảm thấy thú vị lắm à? Nhất Tiếu gật đầu, cười hỏi, đối xử với người từng chung chăn gối như vậy, chàng không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Phượng Tùy Ca đứng lên, bước đến bên nàng, mạnh tay nắm lấy cằm nàng, cắn răng nói, có lẽ ta nên cân nhắc lời đề nghị của nàng, ngươi thấy sao? Nhất Tiếu nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn gắng nói rành giọt từng chữ, dưới tay ngươi, ta còn có quyền mặc cả sự sống chết sao? Phượng Tùy Ca cười lạnh, buông tay, xem ra ngươi vẫn không tin là ta có thể dễ dàng bắt ngươi nói ra mọi chuyện. Nhất Tiếu mỉm cười, vậy ngươi định dùng cách nào để đối phó ta? Đòn roi chăng? Phải rồi, ta biết có đến 108 loại hình phạt bức cung trong quân đội, muốn ta gợi ý vài chiêu không? Hoặc là, ngươi sẽ thấy vui nếu biến ta thành hộ vệ của ngươi. Phượng Tùy Ca thoáng rôn lên, quát lớn, "Ngươi, ngươi có phải là nữ nhân không, mà dám nói những lời này?" Nhất Tiếu chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười khiêu khích. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, như thể phát ra tia lửa chiến ý. Một lúc sau, Phượng Tùy ca quay đi, giọng vẫn lạnh lùng. Ngày mai ta sẽ trở lại. Hy vọng khi đó Phó Đô Ý sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, hắn rào bước rời khỏi nhà tù. Hạ Tĩnh Thạch lật xem tài liệu, Tiêu Vị Nhiên nghiêm túc đứng bên cạnh. Sau một hồi lâu, Hạ Tĩnh Thạch ngừng lên, nhíu mày. Sao lại có chuyện như vậy? Không nghỉ tại quán trọ, không thuê xe, cũng không rời thành. Chẳng lẽ Nhất Tiêu đã biến mất mà không dấu vết sao? Tiêu Vị Nhiên ngập ngừng, điện hạ có cần cho điều tra các thương đội gần đây đã rời thành không? Hạ Tĩnh Thạch suy nghĩ một lúc, ý của ngươi là? Tiêu Vị Nhiên gật đầu, nếu nhất Tiếu Định đi hẳn sẽ đi một cách thoải mái và công khai. Việc mất tích đột một thế này, thần nghĩ không phải là điểm tốt. Được, giao việc này cho ngươi, nhớ căn dặn Ninh Phi Trông coi lăng tuyết ảnh cho kỹ ngàn vạn lần không để xảy ra sai sót nữa. Nói xong. Hạ tĩnh thạch mệt mỏi dựa vào ghế, đưa tay xoa chán. Tuyết ảnh ngồi bên bàn, tâm trí sao động, thi thoảng lại khẽ gầy dây đàn. Nhất tiếu ăn mặc không giống một thị nữ bỏ trốn, điều đó giúp tránh bị phát hiện, nhưng ngoài điều này ra, dường như không còn dấu hiệu nào khác. Với tính tình của nàng, dù có bị bắt đi, e là cũng chẳng ai dám mua nàng. Hay là nàng rời đi vì giận dỗi và sau đó chán nàn. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng sợ, tâm trạng rối bời đến mức búng mạnh vào dây đàn rồi đứng bật dậy. Ninh Phi vốn đang tựa vào tường lim dim ngủ, bị tiếng đàn làm giật mình, tỉnh giấc, vội bật dậy. Chưa kịp tỉnh hẳn, Tuyết Ảnh đã đi ngang qua, không thèm nhìn hắn lấy một lần. "Này, ngươi định đi đâu?" Ninh Phi dụi mắt, vội vàng đuổi theo. Tuyết Ảnh dừng chân, tất nhiên là đi tìm Nhất Tiếu. "Ta không giống ngươi." đã nói tìm người là sẽ làm ngay, chứ không phải hứa hẹn xong rồi lại trốn trong góc để ngủ. Ninh Phi tức giận đến mức muốn ngửa mặt lên trời mà than, người phải nói cho đúng với lương tâm. Vì tìm nhất tiếu, mấy ngày nay ta chưa từng chợp mắt, lật tung từng tảng đá ở Lộc Thành. Khó lắm mới có chút thời gian dành để chợp mắt, vậy mà ngươi lại đến gây sự với ta. Ta chỉ là lưu nhất tiếu gặp nguy hiểm, tuyết ảnh nói, đôi mắt đã đỏ hoe, ngươi nói xem, liệu nàng có thể vì buồn bực mà tự tử không xì si, ninh phi vội nói đừng nói năng linh tinh ta nói cho ngươi nghe ngươi đừng lo cho nàng quá nhất tiếu có số mệnh mạnh mẽ hẳn là không sao đâu tuyết ảnh gần như nhảy dựng lên linh tinh gì chứ mạng của nhất tiếu là ta cứu làm sao ta lại có thể trù nàng được nếu biết trước nàng sẽ gặp chuyện ta có chết cũng không để nàng đến lộc thành này tất cả là do chấn nam vương hại nàng các ngươi cũng là đồng lõa với hắn giờ thì vừa lòng rồi chứ sống không thấy người chết không thấy xác lời còn chưa dứt thì đã bị ninh phi đưa tay bịt miệng còn bảo là không linh tinh cứ ba câu lại nhắc đến cái chết bỗng dưng hắn gượng lại từ từ thả tay ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay ướt đẫm ngươi đang khóc sao tuyết ảnh luống cuống lấy tay áo lau nước mắt hờ hững quay người bỏ đi ninh phi vừa luống cuống lau nước mắt dính trên ngực áo vừa nhanh chóng bước đến trước mặt nàng này ngươi đừng khóc nữa nếu ta lỡ lời làm tổn thương ngươi ngươi cứ đánh ta là được rồi sao phải khóc chứ thấy tuyết ảnh vẫn không để ý hắn vụng về nắm tay nàng đập vào ngực mình đây đây ta cho ngươi đánh lại rồi đừng khóc nữa mà tuyết ảnh vừa xấu hổ vừa giận thoát ra không được bèn vội vàng la lên ngươi không buông tay ta sẽ kêu là ngươi phi lễ ninh phi lập tức buông tay tuyết ảnh chưa kịp giữ thăng bằng liền ái ra một tiếng ngã ngửa ra sau thấy tuyết ảnh ngã ninh phi vừa nhịn cười vừa tiến tới đỡ nàng dậy không phải lỗi của ta là ngươi bảo ta buông tay tuyết ảnh mặt lạnh phủi bùn đất dính trên tay rồi bất ngờ dồn hết sức đá thẳng vào ống chân hắn ninh phi không kịp tránh bị đá trúng liền nhảy lùi lại xa nhăn nhó ngồi xuống, vừa xoa chân vừa mắng, chưa từng thấy ai bạo lực như ngươi. Ngay cả nhất tiếu cũng còn dịu dàng hơn ngươi nhiều, ai thường ngày luôn mồm khoe mình là tiểu thư khuê các nhỉ. Này, ngươi đứng lại đó. Thấy tuyết ảnh đã chạy xa, hắn nghiến răng đứng dậy, khập khiễng đuổi theo nàng. Tiếng từng giọt nước rơi trong đồng hồ nước vang lên, mỗi giọt như đập mạnh vào lòng nhất tiếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng nắng ngoài cửa sổ kéo dài dần, bị dây xích trói chặt tứ chi, thân thể nàng đã hoàn toàn mất cảm giác. Nhất Tiếu âm thầm nguyền rủa Phượng Tùy Ca, cố gắng chuyển sự chú ý khỏi đôi tay và đôi chân tê cứng của mình. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, không khí lạnh buốt như muốn len lỏi vào tận xương cốt, làm tê tái lòng người. Dù đã lòng xuân, nhưng vì ra đi vội vàng, nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, giờ lại rơi vào tay Phượng Tùy Ca những vật dụng cá nhân cũng không còn. Nghĩ đến đây, Nhất Tiếu bật cười lắc đầu, dù có mang đủ vật dụng đi nữa, ai sẽ bận tâm đến chuyện ấm lạnh của một tù nhân như nàng chứ? Việc Phượng Tùy Ca hỏi nàng hai câu hỏi kia, chắc hẳn là vì nghi ngờ Triều Cầm Tú có ý đồ với Túc Sa Quốc. Cũng phải thôi, người ngoài cuộc chắc chắn sẽ không tin rằng một nữ tử lại liều mạng ngăn cản người mình thương cưới người khác. Huống hồ hai người còn cách biệt địa vị như thế, càng không nói đến việc hạ tĩnh thạch lại gián tiếp bày tỏ như vậy ngẫm lại chuyện ấy nàng cũng thấy khó mà tin được điện hạ là do nhất tiếu đa tình hay là vì người xem ra ngươi tận hưởng lắm nhỉ giọng phượng tùy ca đầy chế diễu vang lên từ cửa ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm và nụ cười mới thoáng hiện trên môi nhất tiếu nhất tiếu lập tức thu lại nụ cười cụp mi xuống nhanh vậy đã sáng rồi sao Phượng Tùy Ca thầm nghiến răng, đây là địa bàn của ta, ta muốn đến thì đến, còn phải báo trước cho ngươi sao? Ngươi cứ việc hưởng thụ đêm lạnh ở Sơn Trang này đi, phó đô úy. Nói xong, hắn ném tấm thảm xuống đất rồi căm giận rời đi. Ánh mắt nhất tiếu dõi theo cánh cửa nhà tù lớn đang mở rộng, bỗng nàng hét lớn, Phượng Tùy Ca, tên mốc này, nếu đã không cho ta thảm thì ít ra cũng đóng cửa lại dùng đi. Màn gấm thất bảo buông xuống, hương trầm từ lò tỳ hưu bốc lên lan tỏa trong không khí phượng tùy ca dựa vào chiếc gối mềm thoải mái lắng nghe thuộc hạ báo cáo thuộc hạ báo cáo rằng phó nhất tiếu do bận rộn quân vụ nên rất ít khi về nhà sau khi mẹ nàng qua đời nàng lại càng ít khi trở về nếu không nhờ sự ban thường của trấn nam vương gia đình họ phó có lẽ đã quên mất cô tiểu thư không được sùng ái này từ khi còn nhỏ sau khi cho mật thám lui ra Phượng Tùy Ca vô thức bẻ các khớp món tay, phát ra tiếng kêu răng rắc. Năm đó, hai nước giao chiến, Túc Sa Quốc có binh lực hùng mạnh, nhưng nhiều lần tưởng như thắng lợi đều bị phá hỏng bởi mưu kế của Trấn Nam Vương. Hắn vô cùng kiêng rè vị cẩm tú vương hầu nổi danh này. Hiện tại hai nước tuy đã ký hòa ước, nhưng hôn ước giữa Trấn Nam Vương và Diễn Dương vẫn chưa được thực hiện chắc chắn hắn không thể gửi quốc thư chất vấn thánh đế của cẩm tú vương chiều vì sao chấn nam vương khỏe mạnh lại lấy cớ bệnh tật để trì hoãn hôn ước diễn dương là người có dã tâm hiếm thấy vì thế chỉ còn cách tấn công từ phía hạ tĩnh thạch hạ tĩnh thạch luôn sống đơn giản không vợ không thiếp cũng hiếm khi có nữ tử nào thân cận được với hắn phó nhất tiếu có lẽ là một ngoại lệ nếu hạ tĩnh thạch biết phượng tùy ca đã bắt đi phó nhất tiếu không biết hắn sẽ có phản ứng gì cánh cửa bị đẩy ra, mây đùn bước vào, thấy Phượng Tùy Ca vẫn đang trầm tư. Nàng vừa leo lên giường cầm sập, vừa nói với vẻ lười nhác, hoàng tử, bên ngoài lạnh lắm, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Phượng Tùy Ca liếc nhìn nàng, lạnh lắm sao, mây đùn khẽ cười, hoàng tử nằm cạnh mây đùn thì không lạnh nữa đâu. Phượng Tùy Ca như đang suy nghĩ điều gì, đáp, để nàng chịu chút đau khổ cũng tốt. Mây đùn ngơ ngác hỏi, hoàng tử đang nói ai vậy? Phượng Tùy Ca mỉm cười, không có gì. Chương 10 Trải qua một đêm gió lạnh, Nhất Tiếu đã dần ngã vào trạng thái mê man, nhưng vẫn cố gắng gượng để giữ tỉnh táo. Phượng Tùy Ca dù bận rộn vẫn thong thả ngồi xuống trước mặt nàng, phó đồ ý, đêm qua nghỉ ngơi có tốt không? Nhờ phúc của hoàng tử, Nhất Tiếu nghỉ ngơi rất tốt, phó Nhất Tiếu liếc nhìn hắn một cái, cười khẽ, nhưng hoàng tử lại trông như vừa đánh trận trở về, tiểu tụy chẳng khác nào, có lẽ do cả đêm thức trắng lo toan, chẳng khác gì ngày xưa bị trúng tên do kiệt sức phải không? Nụ cười tự mãn của phượng tùy ca lập tức đông cứng lại, giận dỗi quay đầu đi, đúng lúc đó, hắn nhìn thấy mây đùn cùng hai hộ vệ mang một thùng gỗ lớn bước tới. Hắn nhẫn nhịn, tựa vào lưng ghế, nếu phó đồ ý chưa nghĩ ra nên nói gì, trước hết thử một món khai vị nhỏ đã. Khước từ thì không tôn trọng, nhất tiếu chạm nhẹ lên đôi môi khô nứt, thả lỏng cơ thể, tự để mình trượt xuống dựa vào bức tường phía sau. Chiếc roi trong tay mây đồn vung lên như một con rắn quằn quại rồi quất mạnh xuống, nhất tiếu chỉ cảm thấy tim gan như bị xé toạc, cơn đau dịu đi chốt lại tiếp nối bằng một cảm giác bỏng rát từ vết thương, đau đớn thức tình tâm trí đang mơ màng của nàng, như đưa nàng trở lại ngày chịu đòn quân côn đau thấu xương năm nào. Hắn nói, yêu hay không yêu đó là chuyện của ngươi liên quan gì đến ta nếu lúc ấy nàng tỉnh táo đủ có lẽ nên cắt đứt mọi tình yêu say đắm ngay từ ngày hôm đó tiếng cười khe khẽ bật ra từ miệng nhất tiếu khiến mọi người trong mục đều kinh ngạc ngay cả phượng tùy ca cũng sửng sốt đứng bật dậy nhất tiếu đột ngột ngẩng đầu hung dữ nhìn về phía mây đùn đang biến sắc tiện nhân chủ tử nhà ngươi đêm qua lăn lộn đến độ không còn sức rồi hay sao sắc mặt mây đùn càng trở nên khó coi, tay càng ra đòn nặng gấp bội. cú quất thứ hai rơi xuống mạnh mẽ, không chỉ máu tươi bắn ra tung tuế mà cả lớp da thịt cũng bị toạc ra. Nhất Tiếu run rẩy đến không thể nói rõ lời nào, nhưng vẫn cười. giờ mới thấy ra hình ra dạng, thả rằng kết thúc tất cả ngay hôm nay, nhưng không biết liệu cái chết có thực sự có thể mang lại một kết thúc cho mọi thứ hay không. dừng tay lại, phượng tùy cao quát lớn ngăn mây đùn bước nhanh đến trước mặt nhất tiếu nhìn nàng đầy vẻ không tin hắn có thể thề rằng trong mắt phó nhất tiếu hắn nhìn thấy một sự nhẹ nhõm nàng cố tình chọc giận mây đùn thực ra nàng đang muốn chết mây đùn buông roi lặng lẽ lùi về phía sau hắn tay vẫn còn hơi run dày phượng tùy ca chỉ phất tay mọi người trong nhà tù lập tức rút lui như nước chay hắn nheo mắt lại như thể muốn nhìn thẳng vào tận sâu trong linh hồn nàng. Ngươi thả chết cũng không chịu nói, rốt cuộc hắn đã cho ngươi điều gì mà khiến ngươi kiên quyết đến vậy. Trong đầu nhất tiếu có chút choang váng trông rỗng, nhưng vẫn cắn chặt môi, cố gắng mở to mắt nhìn hắn, đi theo hắn, ta sẽ không phải lo rằng mình sẽ bị bắt làm quân kỹ chỉ vì một bước đi sai. Nhìn nữ tử linh động như thú ngày nào giờ vẫn có thể ung dung dưới cực hình như vậy, trong lòng phượng tùy ca không kìm được dâng lên một chút thương cảm nhưng nghe nàng nói hắn vẫn không nhịn được giận dữ nói nếu ngươi muốn chết hôm nay ta sẽ toại nguyện cho ngươi nhất tiếu chỉ khẽ cười rồi không còn sức chống đỡ ngã vào trong bóng tối túc xa quốc một thiếu nữ bưng khay bước vào đặt chén thuốc lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi quay đầu nhìn người đang nằm trên giường khi được đưa đến đây trên người nàng không chỉ có nhiều vết thương nghiêm trọng mà còn lên cơn sốt cao. Nghe nói nàng chỉ là một tù binh, nhưng một tù binh sao lại được đưa đến nơi này? Cảm nhận được ánh mắt thiêu nữ đang nhìn mình, nhất tiếu chậm rãi mở mắt, khẽ cử động, chỉ thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, nàng không kìm được mà thở dài, ta vẫn chưa chết sao? Chưa chết đâu, thiếu nữ khẽ cười, ngồi xuống cạnh bàn, chỉ chút nữa thôi, nhưng đã được cứu về rồi nhất tiếu cử động một chút nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt đôi mày liễu mắt phượng mũi cao môi đỏ như anh đào giữa chân mày có điểm hoa vàng nhưng chỉ mặc trang phục giản dị ngươi là ai thiếu nữ không trả lời mà hỏi lại ngươi đoán xem ta là ai nhất tiếu cau mày quay ánh mắt đi chỗ khác cửa sổ treo màn lụa trắng mỏng trên tường là bức tranh thủy mặc sơn trúc thanh nhã không khí phảng phất mùi hương dịu nhẹ căn phòng nhỏ sáng sủa sạch sẽ, mang lại cảm giác thanh tao thoải mái. Ta từng thấy nhà tù, nơi này trông giống như một gian phòng vậy, nhất tiếu cố chống tay ngồi dậy, kiểm tra cơ thể mình. Hai vết thương đã được băng bó cẩn thận, dù vẫn còn đau, nhưng lại mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu, rõ ràng là nhờ loại thuốc quý hiếm. Có lẽ vì sức, hoặc vì ngủ quá lâu, mà tay chân nàng gần như không còn chút sức lực nào. Còn đau không? thiếu nữ thích thú nhìn từng cử động của nàng vết thương của ngươi đã được bôi thánh dược hắc ngọc tùy của hoàng gia túc xa sẽ không để lại sẹo đâu nhất tiếu khẽ cười đang bày trò gì mới mẻ sao công chúa hí dương thiếu nữ nghe vậy liền ngạc nhiên bước đến gần giường sát lại gần khuôn mặt nhất tiếu sao ngươi lại nghĩ rằng ta là công chúa hí dương nhất tiếu không chớp mắt đối diện với nàng dù kiến thức hạn hẹp nhưng ta vẫn biết rằng dấu hoa vàng nơi mi tâm là dấu hiệu đặc biệt dành cho nữ quý tộc hoàng thất. Nàng khẽ đưa ánh mắt, điều đó cùng lắm chỉ chứng tỏ ta thuộc hoàng thất, đâu có nghĩa là ta chính là công chúa hí dương. Nhất tiếu nhớ mày, có ai trong hoàng tộc túc xa được chú ý hơn phượng hí dương hay sao? Cuối cùng ta đã hiểu vì sao hoàng huynh phải ra lệnh cứu chữa cho ngươi, phượng hí dương vỗ tay cười nói, người ngạo mạn, thật khiến người ta vừa hận vừa yêu. Diễn Dương, giọng của Phượng Tùy Ca đột một vang lên, sao ngươi lại ở đây? Phượng Hí Dương đứng thẳng người, mỉm cười đáp, đến thăm mỹ nhân thay ngươi thôi mà. Phượng Tùy Ca đặt bát thuốc trên tay xuống bàn, bước tới gần, kéo nàng ra xa vài bước, đừng lại gần nàng quá, không sợ nàng bắt cóc ngươi chạy trốn sao? Phượng Hí Dương lười biếng tránh khỏi tay hắn, Hoàng Huynh, Huynh nghĩ ta không biết Huynh đã cho nàng uống cái gì sao? phượng tùy ca không ngờ nàng lại nói thế khẽ mím môi quay sang bảo phượng hí dương người ra ngoài trước đi phượng hí dương khẽ cười được rồi hoàng huynh nàng uyển chuyển bước đến cửa quay lại nháy mắt với nhất tiếu an tâm dưỡng thương hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi nói xong nàng thẳng tay đóng cửa lại im lặng một lát ánh mắt phượng tùy ca dừng lại trên bát thuốc còn bốc hơi hắn trở lại bàn nâng bát lên đưa thẳng đến trước mặt nhất tiếu đã tỉnh rồi thì tự uống hết bát thuốc này đi nhất tiếu chậm rãi đón lấy bát thuốc rồi đột ngột nâng tay hất bát thuốc về phía trước mặt hắn mỉa mai nói nhất tiếu xưa nay hèn mọn không dám uống thứ thuốc quý báu thế này thuốc từ bát văng tung tóe chảy dài trên gương mặt phượng tùy ca trong cơn thịnh nổ hắn nắm chặt cổ tay nàng kéo nàng lên người đúng là không biết điều giọng hắn lạnh lùng pha chút cười khẩy tay siết lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của hắn. Môi hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ, với tình cảnh hiện tại của ngươi, chỉ một đầu ngón tay của ta cũng đủ khiến ngươi sống không bằng chết, vậy nên, hãy ngoan ngoãn ở yên đây. Nhất thiếu lạnh lùng đáp, ta cũng muốn thử cảm giác sống không bằng chết ra sao, Phượng Tùy Ca hất nàng xuống giường, vậy thì cứ chờ xem. Phượng Tùy Ca vừa thay bộ quần áo bẩn xong thì Phượng Hí Dương đẩy cửa bước vào tiện tay cầm một miếng bánh hoa phủ dung tinh xảo trên bàn bỏ vào miệng, hờ hững nói, Hoàng Huynh, chắc đây là lần đầu tiên gặp phải một đối thủ khó chịu thế này nhỉ. Phượng tùy ca liếc nhìn nàng, hạ tĩnh thạch không đến mà người cũng không sốt ruột, xem ra ta đã quá lo thừa rồi. Phượng hí dương phùi mấy vụn bánh trên tay, hơi mỉm cười mơ hồ, thánh đế cẩm tú đã ban chiếu chỉ, hắn cũng đã tiếp nhận, nếu không cưới ta, hắn cũng chẳng cưới ai khác được. Phượng Tùy Ca bất đắc dĩ thở dài, nếu hắn giả bệnh cả đời, người cũng định ở túc xa chờ hắn cả đời sao? Phượng Hí Dương hừ lạnh, cả đời thì cả đời, cùng lắm ta sẽ đến cầm tú tìm hắn. Còn ngươi, giam người thương của hắn trong viên thủy vẽ, rốt cuộc là muốn làm gì? Phượng Tùy Ca nhíu mày, cầm chén trả lên môi, ta chỉ lo hạ tĩnh thạch đang bày trò gì thôi. Nếu hắn thực sự có thành ý, đã sớm đến cưới ngươi rồi chỉ là ta không đoán nổi hắn đang giở chiêu gì, nên Phượng hí Dương cười khẽ, chỉ e có người đang lấy việc công làm việc tư. Cái tên của nàng lại khiến ta nhớ đến mùi hương của một túi thơm đó, Hoàng huynh. Cánh cửa khép lại sau lưng Phượng hí Dương, Phượng tùy ca nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể muốn xuyên thủng nó bằng ánh mắt. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn